Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này liên quan đến Starnet.id. Thì Starnet.id hôm nay đã công bố cách đây 2 hôm đã công bố là sẽ có một phần thưởng dành cho những bạn nắm giữ Rune Odyssey Ogre. Mình đã có vài video để nhắc về cái Rune Odyssey Ogre này trên mạng Testnet để các bạn có thể lấy được cái Rune Odyssey Ogre này. Và hôm nay thì chính thức ở trên Discord của Starnet.id đã thông báo cho chúng ta. Tất cả những người có Rune Odyssey Ogre, những người mà đã nắm giữ Rune Odyssey Ogre này các bạn ha, sẽ nắm giữ một Odyssey Ogre domain. Rồi, đây là một domain duy nhất. Đó là một món quà, đại khái là các bạn có thể sử dụng trên ví Bravos này, trên Starcare, trên Starken này và 13 cái ứng dụng khác trên Starnet Ecosystem. Thì các bạn, nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì các bạn hãy Google dịch cho mình ha. Mình chỉ làm video thôi. Thì nó sẽ có gồm những bước như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ vào bot comment, xong các bạn đánh claim, xong tiếp theo các bạn sẽ gì? Sẽ đưa vào Starnet mainnet address và các bạn hãy nhập cái địa chỉ của các bạn, là tức là địa chỉ của Starnet mainnet nha các bạn ha. Sau đó chọn confirm. Rồi, tiếp theo là các bạn hãy đăng ký một subdomain trên website và chờ đợi cho cái transaction này nó hoàn thành. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Thì đầu tiên các bạn vào bot comment. Rồi, các bạn vào bot comment đây. Xong rồi các bạn đánh cho mình cái lệnh như thế này. Sweet claim. Rồi, các bạn có thấy không? Claim đây nó sẽ có hai cái. Thì đây nó sẽ có là claim do Ogre domain. Xong các bạn chọn vô đây, xong các bạn đánh cái địa chỉ mainnet của các bạn vào đây, đúng không ạ? Các bạn đánh địa chỉ mainnet của các bạn vào đây, rồi sau đó thì nó gì, nó sẽ hiện ra cho các bạn là claim do Ogre domain, thì các bạn chọn như nút claim giùm mình, xong nó sẽ hiện ra đây, các bạn chọn vâng, các bạn sẽ được chuyển tới trang Ogre subdomain, các bạn chọn connect, sau đó các bạn đánh một trang Ogre subdomain, vui lòng điền vào trường này. Ở đây thì các bạn đánh một Starnet ID mà bạn muốn link with your domain. Rồi, đây là nó sẽ có gì đây? Cái gì đây? Có 65450 gì đây? My new to Starnet ID, Starnet ID của mình đây các bạn ha. Rồi. Link với cái thằng này, mình đánh cái gì đây? Cái này mình bây giờ mình cũng không biết đánh gì hết, mình đánh KTP đi, 4 ký tự một hai ba bốn, my subdomain không được các bạn hả, 5678 1234 chà, bây giờ là khó ha các bạn, để mình tìm một cái tên ha. Rồi mình sẽ tạo một cái Ogre subdomain thì đọc khách hàng các bạn ha. Rồi Starnet ID của mình đây, my your subdomain connect. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ ha các bạn ha. Thì các bạn cũng biết rồi, cái mạng Starnet thì nó sẽ chạy không có quá nhanh, cho nên các bạn phải chịu khó ngồi chờ. Đây, register and set domain. Đây là cái domain mình đã đăng ký trước đây các bạn ha. Domain này của mình đây. Đấy, lúc nãy nó ghi cho mình 6 năm mấy rồi các bạn ha. Còn đây là Starnet ID. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi mình chờ thử là nó sẽ chạy trong bao lâu. Đây vẫn đang chạy các bạn ha. Rồi tiếp theo, khi các bạn quay về trong Discord của các bạn thì những cái role của các bạn nó đã thay đổi rồi các bạn ha. Role lúc nãy của mình là gì? Odyssey Ogre, nó sẽ đổi về thành role gì? Tribe Ogre. Rồi Tribe Member, đây là một cái role mới ở trong Starnet.id, và mình nghĩ là khả năng là trong chỉ những người như chúng ta, những người mà đã
có cái role Odyssey OG chúng ta mới có được cái role này thôi. Còn những bạn mà đã bỏ qua thì các bạn đã mất đi cái cơ hội lấy được cái role này. Đó, thì rồi ở cái phần đăng ký này mình sẽ cho các bạn xem một cái câu quan trọng nè. Hãy quản lý gì đây? Đây cái câu này nó sẽ có cái từ Erop nè các bạn ha. Thì trong lúc chờ thì mình sẽ gì? Mình sẽ translate nó cho các bạn xem. Vui lòng quản lý kỳ vọng của bạn về lợi ích này, vì trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là xây dựng và củng cố giao thức. Tức là bây giờ người ta vẫn muốn củng cố và xây dựng giao thức ha. Rồi. Mặc dù tính phi tập trung là rất quan trọng, nhưng điều cần thiết là đảm bảo mạng và các giao thức của chúng tôi hoạt động ở tiêu chuẩn cao nhất trước khi phân phối bất kỳ mã thông báo nào hoặc nói về error. Các bạn thấy chưa? Tức là gì? Nó muốn củng cố hệ thống của nó cho thật thật ngon lành, nó muốn cập nhật cho hệ thống của nó thật là đi vào một cái gọi người ta gọi là trơn tru, đi vào một cái gọi là tốt nhất, khi mà ở trạng thái vận hành có thể nói là tốt nhất, thì bắt đầu lúc đó khả năng nó bắt đầu cái mạng Starnet này nó bắt đầu mới phân phối cái mã thông báo, hoặc là nó sẽ có airdrop cho chúng ta. Thì tất nhiên chúng ta cái này chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. Và đây có lẽ là gì, đây là một món quà hoặc là một cái mà Starnet dành cho chúng ta, những người có Rune Odyssey OG. Rồi chúng ta hãy chờ xem từ giờ cho đến những khoảng thời gian sau này tiếp theo thì Starnet có cho chúng ta thêm những cái bất ngờ nào nữa hay không. Rồi mình sẽ dừng video của mình ở đây, đó là mình hướng dẫn các bạn hãy làm theo. Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.